Nói chung là hôm nay ông rất là may mắn hát với lại hai ca sĩ trẻ đẹp. Cái còn nữa, cái tuổi này là cái tuổi bắt đầu chín mùi và cái tuổi rất là thành công và rất là quyến rũ. Tôi nghĩ rất là quyến rũ đối với ông. Ông là một người đàn ông hạnh phúc nhất lên này. Đúng không quý vị? Cẩm Diệu ghen tuông khi Mạnh Quỳnh công khai làm điều này cho Phi Nhung trên sân khấu. Miệng nói sẽ quên bao nhiêu thì lại nhắc bấy nhiêu. Hôm nay Mạnh Quỳnh đứng trên sân khấu, ở dưới có cả ngàn khán giả, nhưng dường như anh lại chìm đắm trong những kỷ niệm của hai người. Những gì Mạnh Quỳnh làm trên sân khấu chỉ khẳng định chắc nịch rằng anh không bao giờ có thể quên Phi Nhung. Có lẽ từ đây tới mãi về sau, đối với Mạnh Quỳnh, sự thật đau đớn mất đi người tri kỷ chỉ là một giấc chiêm bao. Rất nhiều người không biết, chính cố ca sĩ Phi Nhung là người đã dẫn dắt nam ca sĩ Mạnh Quỳnh bước vào nghề. Tình cảm của cô dành cho anh không có gì có thể sánh bằng. Bởi vậy khi cô mất đi, nó giống như là ngôi nhà bị mất đi mái che. Mạnh Quỳnh đã dành cả cuộc đời để che chở và yêu thương Phi Nhung. Đó như một món quà để tạ ơn cô đã hướng dẫn, dìu dắt anh từng bước khi mới bước vào nghề. Và cô cũng là một người mẹ tuyệt vời của những đứa con nuôi của mình. Vì vậy nghe tiếng cô về với Đức Phật, anh tiễn biệt cô về với thế giới bên kia bằng một bài thơ đầy xúc động. Cụ thể chi tiết bài thơ là gì mà khiến nhiều người sau khi nghe xong ai nấy đều bật khóc đến như vậy? Xin mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết bài thơ ngay sau đây. Cụ thể bài thơ là lời chứa đựng tâm tư tình cảm của Mạnh Quỳnh gửi trọn vào đó. Anh tâm sự thêm, đây là lần đầu tiên anh thức trắng đêm để viết ra một bài thơ tiếng Việt dành cho người tri kỷ. Và sau đây là những lời văn đầy cảm động của Mạnh Quỳnh gửi đến cho Phi Nhung. Nỗi đau nào hơn giây phút biệt ly khi người đi kẻ ở, để tiễn Nhung mà lệ trào nức nở, chuyến bay chờ đã chở mất niềm vui, theo mẹ cha em về chốn xa xôi, để lại nơi đây với bao lời hẹn hò, nhìn em đi mà lòng anh ngàn ngàn, tiếc cho mình chẳng vẹn chữ tình duyên, vắng Nhung rồi sân khấu cũ điều hiu, biết lấy ai anh nuông chiều khi dỗi. Kể từ đây mình hai bờ thế giới, phút giận hờn xin lỗi vùi sâu. Quỳnh hiểu rằng Nhung nào muốn vậy đâu, lời tử thần nói ra thì ai mà dám cãi, nên chúng mình đành xa nhau mãi mãi mà thôi. Mất Nhung rồi Quỳnh phải sống ra sao? Phút chia ly cho Quỳnh nói một câu, anh muốn thấy người tri kỷ mạnh mẽ, nơi xứ người giữ sức khỏe Nhung nha. Cuộc đời này anh chẳng ước gì thêm, cũng không mong muốn tìm ai thay thế, để một người nói quên đâu phải dễ.